Vận động viên đua xe đạp bị chim biển tấn công trên đường đua như cơm bữa. Vận động viên đua xe đạp Bauke Mollema người Hà Lan đã hai lần bị chim biển tấn công khi đang đua giải UCI Road World Championship 2022. Khi cùng tuyển Hà Lan dự nội dung đồng đội ngày 21 tháng 9, Mollema bị một con chim mòng biển tấn công. Và dù cua rơ 35 tuổi này né rất nhanh, kẻ tấn công vẫn đập mạnh vào vai trái của Mollema trước khi bay đi. Đây không phải lần đầu Mollema gặp sự cố với chim khi dự UCI Road World Championship 2022. Vào ngày 20 tháng 9, tay đua 35 tuổi người Hà Lan cũng đã bị một con chim va vào phía sau đầu khi đang tập luyện. Trước Mollema, cua rơ Bỉ là Remco Evenepoel cũng nói rằng tôi cảm thấy khiếp sợ khi bị một con chim ác theo dõi. Trong khi đó, nhiều vận động viên khác cũng tiết lộ từng va chạm với những con chim tại Australia. Theo Cycling News, đã có 1.500 vụ tấn công bởi chim xảy ra trong năm nay.